Thế thì điểm khác biệt giữa những cái người mà có năng khiếu tiếng Nhật và những người không có năng khiếu nó nằm ở chỗ nào? Mình đã xem rất là nhiều kênh YouTube của người Việt làm về phương pháp học tiếng Nhật. Ai cũng nói là phải học cái này, học cái kia, cố cái này, cố cái kia, học kiểu này, học kiểu kia. Nhưng mà chưa một ai nói cho mọi người biết, đấy là có những kiểu người mà học mãi cũng không thể khá lên được. Và trong clip hôm nay mình sẽ chỉ đích danh ra ba kiểu người đấy, lý do tại sao học mãi tiếng Nhật cũng không thể tiến bộ, và cuối cùng sẽ là cách giải quyết cho những người mà kiểu kém tiếng Nhật bẩm sinh như thế này. Yahoo, xin chào mọi người, mình là Mai đây, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay sẽ hơi khác so với những video về phương pháp học tiếng Nhật mình đã đưa ra từ những lần trước đây. Đầu tiên thì là hãy cùng mình nhận diện xem là bạn có phải thuộc một trong ba kiểu người sau đây không nhé. Đặc điểm đầu tiên đấy là bạn không thích âm thanh tiếng Nhật. Ngôn ngữ thì nó cũng giống như là âm nhạc vậy, có người cảm được, có người không. Bản thân mình thì là một người chơi piano và mình học rất là nhiều năm rồi. Có những bản nhạc mình thích, mình thấy nó hay thì mình rất là hứng thú, mình chơi rất là liền. Và cái thời gian mình hoàn thành được cái bản nhạc nó cũng rất là nhanh hơn so với những cái bài hát mà mình không cảm thấy nó hay cho lắm. Có người thích thể loại nhạc mạnh mẽ như kiểu rap, có những người lại thích những cái kiểu âm thanh nhẹ nhàng như kiểu pop. Rồi là có những bạn lại thích những cái âm thanh mạnh mẽ như kiểu tiếng trống này, hay là tiếng của nhạc cụ điện tử. Nhưng mà có những bạn thì lại thích nhạc kiểu du dương mềm mỏng, kiểu tiếng piano, tiếng violin. Vấn đề nó nằm ở chỗ là bạn có cảm nhận được cái hay của cái âm thanh đấy không. Đấy chính là cái điểm tương đồng giữa âm nhạc và ngôn ngữ. Thì bạn càng cảm nhận được nó, bạn càng thấy nó hay, bạn lại càng dễ nhớ và bạn lại càng dễ tiếp thu hơn. Và mỗi ngôn ngữ thì nó đều có những cái tông giọng và những cái âm sắc lên bổng xuống trầm riêng của nó. Để nói về đặc điểm của tiếng Nhật thì tiếng Nhật nó là một ngôn ngữ mà cần dùng một tông giọng hơi cao hơn so với những ngôn ngữ khác như là tiếng Anh, mà nó thiên về cái nhịp điệu, cái sự đồng đều khi mà mình phát âm từng từ một. Điều này dẫn đến là một số người cảm thấy tiếng Nhật nó rất là nhẹ nhàng, rất là thanh lịch, nhưng mà có một số người lại cảm thấy tiếng Nhật nó kiểu đều đều, không có trọng âm, không có điểm nhấn, rất là khó để tiếp thu, rất là khó để vào đầu. Nếu bạn cảm thấy như thế thì bạn chính là cái kiểu người mà không hề thích cái âm thanh của tiếng Nhật ngay từ đầu. Và hơn ai hết, mình rất là hiểu cái nỗi khổ, cái sự xí chết khi mà phải học một cái ngôn ngữ mà mình không hề cảm thấy nó hay khi mà mình nghe. Nó cũng khó chịu và mệt mỏi, giống như là khi mà bạn nghe bất cứ âm thanh nào mà bạn không hề cảm thấy hứng thú với nó. Giống như là có một số người sử dụng cái nhạc nền BGM kiểu tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp như là để cảm thấy thư giãn, nhưng có những người nghe được thì lại cảm thấy lo lắng, kiểu bất an ý. Cho nên là cái vấn đề thích cái âm thanh của tiếng Nhật hay không, nó là thuộc vấn đề bẩm sinh. Và mình đảm bảo là ngay cả khi bạn cố gắng học đến đâu ấy, nếu mà trong thâm tâm bạn không hề cảm thấy tiếng Nhật đó là một ngôn ngữ hay, cái khả năng nghe nói của bạn nó sẽ không thể phát triển được mạnh như là những cái người mà người ta thực sự thích từ đầu những cái âm thanh của tiếng Nhật. Tại vì chỉ khi nào bạn thích nghe tiếng Nhật thì là bạn mới có thể chú ý được đến những cái điều tiết trong cái phát âm, và như thế bạn mới có thể bắt chước để mà nói được. Cho nên theo mình thì là những người cảm thấy mà tiếng Nhật không hay thì là sẽ không thể nào mà nói tốt được. Kiểu thứ hai là những người mà không có hứng thú về Nhật Bản, không cảm thấy thích đất nước Nhật Bản. Thực sự thì là cái sự hứng thú và cái sở thích này nó có thể là bất cứ cái gì, thậm chí là những thứ đơn giản như là kiểu đọc truyện Doraemon, hay là thích nghe nhạc Nhật Bản, hoặc thậm chí nó chẳng cần liên quan gì đến ngôn ngữ hay là ngôn từ. Nó có thể là bạn thích kiểu danh lam thắng cảnh, thích cái vẻ đẹp bốn mùa của Nhật, hay là bạn cảm thấy tính cách của mình phù hợp với cái sự kỷ luật, rồi là cái sự riêng tư khi mà ở Nhật. Hay là một lý do vô cùng đơn giản, đấy là người bạn thích là người Nhật. Tại sao mình lại nói là cái sở thích này nó quan trọng đến như thế, đến mức nó ảnh hưởng đến cái việc học tiếng Nhật của bạn? Thì đấy là bởi vì quá trình học một ngôn ngữ nó sẽ không chỉ có những cái việc đơn giản là chỉ cần cố gắng là sẽ được, mà nó sẽ có những cái khó khăn mà bạn phải nỗ lực rất rất là nhiều mới có thể vượt qua. Đầu tiên, tiếng Nhật đó là chữ tượng hình, nó không phải là ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái alphabet, nó không phải là ABC. Học tiếng Nhật là học chữ Hán, học chữ Hán là phải học cả đời. Ai mà đang học kanji thì chắc là cũng biết rồi, nhớ nhớ quên quên, rất là mệt mỏi. Rồi còn xảy ra cái hiện tượng là càng học càng cảm thấy mình dốt, càng đọc những cái sách khó hơn thì lại càng thấy mình chẳng biết cái gì cả. Ngữ pháp tiếng Nhật thì nó cũng vô cùng luôn, trật tự của câu nó hoàn toàn đảo lộn so với tiếng Việt và tiếng Anh. Rồi có những cái mẫu ngữ pháp nó cứ tương tự nhau nhưng mà nghĩa thì lại hoàn toàn khác. Rồi là khi mà mình học phát âm thì tại vì ngôn ngữ của mình là tiếng Việt, có rất là nhiều âm sắc khác nhau, cho nên đôi khi là người Việt Nam mà học tiếng Nhật ý, thì thường là sẽ bị phát âm nghe rất là nặng nề. Đó là do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ rồi, nên là để cải thiện được nó rất là khó và cần rất là nhiều kiên trì. Và khi mà bạn gặp những cái khó khăn như thế ý, thì nếu bản thân bạn không hề có một sự hứng thú hay là một cái niềm yêu thích nào đấy đối với đất nước Nhật Bản, thì đương nhiên là bạn sẽ không còn cái động lực gì để mà bạn cố gắng nữa. Người ta nói là khi mà muốn dừng lại thì là hãy nhớ đến lý do khiến mình bắt đầu, đúng không?
Tuy nhiên những cái lúc mà bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn cảm thấy kiểu bực mình khi mà học tiếng Nhật mãi không vào ấy, nhưng mà bạn lại không có một cái lý do để bạn tiếp tục cố gắng, thì đương nhiên là bạn sẽ rất là khó để tiến bộ rồi. Chưa kể là nếu bạn không yêu thích một cái điều gì đấy về đất nước Nhật Bản, thì là những cái phương pháp học của bạn nó cũng sẽ vô cùng bị hạn chế. Nó sẽ rất là khác với một người mà kiểu ví dụ như là thích một bài hát tiếng Nhật, người ta sẽ cố gắng để hiểu được cái lời bài hát đấy, thì vô tình người ta cũng sẽ nhớ được luôn những cái từ mới, những cái câu, những cái lời hát trong cái bài hát đấy. Và tự nhiên thì cái sở thích đấy nó sẽ gắn liền với cái việc tiến bộ trong việc học tiếng Nhật rồi. Hay là ai mà kiểu yêu thích văn hóa Nhật Bản thì người ta sẽ lại càng cố gắng để đọc thật là nhiều tài liệu. Hay là một người mà đang yêu người Nhật thì là bạn ý sẽ lại càng có động lực để mà cố gắng nói chuyện với cả người ấy hơn bằng tiếng Nhật. Có một đặc điểm thường thấy ở những cái người mà không có sự yêu thích gì đối với Nhật Bản khi mà học tiếng Nhật ý, đấy là người ta nghĩ là không có cách nào để học tiếng Nhật khác ngoài việc mở sách giáo khoa ra và ngồi học kiểu nghiền ngẫm từng chữ một. Tại vì những cái hoạt động khác như là đi ra ngoài giao du tìm hiểu văn hóa hay là nghe nhạc đọc sách thì người ta không coi đấy là một sở thích hay là một niềm vui, nên đương nhiên là sẽ không làm. Nhưng mà lại không nhận ra là bằng những cái sở thích đấy thì tiếng Nhật của người ta cũng sẽ lại tốt lên. Cho nên ai mà khi được hỏi là thích điều gì ở Nhật Bản mà không thể trả lời được một cách thật lòng nhá, thì rất là dễ cảm thấy việc học tiếng Nhật nó rất là nhàm chán và rất là thiếu động lực. Và cuối cùng thì là kiểu người mà không có mục tiêu trong việc học tiếng Nhật. Tại sao mục tiêu lại quan trọng? Tại vì mục tiêu chính là để đánh giá việc bạn có tiến bộ hay không. Và cái mục tiêu này nó cần phải được update liên tục, chứ không phải là chỉ dừng một mức độ nào đấy là bạn sẽ buông bỏ. Chẳng hạn có những bạn du học sinh sang đây không phải du học là chính mà là để du làm là chính. Có nghĩa là sang để kiếm tiền chủ yếu bằng việc làm thêm ý. Mà cái việc làm thêm thì là mọi người biết rồi đấy, thì là nó không yêu cầu trình độ tiếng Nhật quá là cao. Hầu như là mọi người chỉ cần lặp đi lặp lại một vài câu nói là có thể trải qua được hầu hết các tình huống xảy ra ở chỗ làm. Trừ khi là xảy ra một vài trường hợp đặc biệt thôi thì mới cần đến sự giúp đỡ hay là một trình độ tiếng Nhật cao hơn. Nhưng nếu mục tiêu bạn đặt ra khi mà sang Nhật nó không phải là cái việc học, nó không phải là tiếng Nhật, mà nó là để kiếm tiền, để làm thêm, thì tự dưng ở đâu đó bạn sẽ cảm thấy là học tiếng Nhật nhiều cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn chỉ là để nói đi nói lại mấy cái câu này thôi. Thì đương nhiên là bạn sẽ mất hết động lực để học thêm nữa rồi. Nếu như bạn không có trong mình một cái mục tiêu cụ thể đối với tiếng Nhật, ví dụ như là vào được một trường đại học danh tiếng, hay là làm việc ở trong một môi trường toàn là người Nhật và làm được việc thật là tốt, trở thành một người được trọng dụng, hay là trở thành một người mà có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật, có thể nói tiếng Nhật, có thể đọc và viết như là một người Nhật. Những người mà không có những cái mục tiêu mang tính lâu dài và cập nhật liên tục như thế thì thường là khi mà đạt đến một cái mức độ nhất định mà được cho là đạt yêu cầu đối với cái vị trí của người đấy, và tự bạn cảm thấy hài lòng đối với cái mức độ tiếng Nhật đấy mà không tự có cho mình những cái mục tiêu lớn tiếp theo ấy, thì khả năng cao là bạn sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Và nguy hiểm hơn là thậm chí không nhận ra là mình đang không hề tiến bộ lên, tại vì bạn cho rằng như thế là đủ rồi. Và như mình đã hứa thì là bây giờ sẽ là cách giải quyết cho từng trường hợp một. Đầu tiên, nếu bạn cảm thấy không yêu thích âm thanh tiếng Nhật thì mình khuyên bạn là hãy đi tìm những cái người nói tiếng Nhật bằng giọng được cho là chuẩn, được cho là đẹp. Cụ thể đấy là ai? Đấy là những người phát thanh viên, những người mà làm bản tin podcast, những người mà làm cái nghề mà kiếm tiền bằng giọng nói như thế. Thì thường là cái giọng của người ta rất là hay và cái ngữ điệu, cái tốc độ khi mà nói nó rất là phù hợp. Và những người đã được chọn lựa như thế thì thường là cách nói của người ta ấy nó được đánh giá là phù hợp với cả số đông. Những người nghe khó tính người ta cũng có thể cảm được cái tiếng đấy, xem là bạn có cảm nhận được cái đẹp của tiếng Nhật không. Còn nếu như thế mà vẫn không ý, thì mình nghĩ là bạn đành phải chấp nhận cái việc mà tập trung vào cái việc học, đọc và viết thật là tốt. Còn cái việc nghe nói thì là đành phải ở một mức độ vừa vừa thôi vậy. Tiếp theo là những người mà chưa có cho mình một cái sở thích nào đấy đối với đất nước Nhật Bản, thì mình nghĩ là mọi người đừng quan trọng hóa quá cái từ Nhật Bản đấy, mà hãy xuất phát từ cái sở thích của mình. Còn ai mà nói là hoàn toàn không có một sở thích nào ấy, thì mình gợi ý một sở thích đấy là ăn uống. Chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình ít nhất là một món ăn yêu thích, đúng không? Ẩm thực Nhật thì rất là đa dạng rồi, nó không chỉ là những cái món kiểu truyền thống, mà nó còn có thể là rượu bia, có thể là đồ ngọt. Nên nếu bạn nói là bạn không có một điều gì yêu thích về đất nước Nhật Bản, thì mình gợi ý là bạn nên tìm hiểu về đồ ăn nhé. Và cuối cùng ý, thì mình khuyên là dù cái lựa chọn cho tương lai của bạn có như thế nào, thì nếu bạn đã một lần học tiếng Nhật rồi ý, thì đừng để nó trở nên lãng phí. Mình đã nói là những người sẽ tiến bộ trong tiếng Nhật là những cái người mà có mục tiêu lớn và nó sẽ gắn bó với cái tiếng Nhật thật là lâu dài, ví dụ như là vào đại học hay là làm ở công ty Nhật. Nhưng nếu mà con đường của bạn nó không phải là như thế, kể cả khi sau này bạn không còn ở Nhật nữa, ít nhất là khi bạn lướt mạng xã hội hay là bạn nói chuyện với cả người Nhật, bạn vẫn có thể hiểu được. Đấy gọi là mục tiêu duy trì.
Và xa hơn nữa đấy là cố gắng từng tí cũng được. Nhưng mà sau một khoảng thời gian cụ thể thì bạn phải cảm nhận được là bạn đã tiến bộ so với thời gian trước. Đấy gọi là mục tiêu tiến bộ. Có thể là kỳ JLPT nào bạn cũng tham gia này. Hoặc là sau một thời gian thì là bạn xem lại một bài báo hoặc là bạn xem lại một bộ phim, bạn thấy mình có thể hiểu được hơn ngày xưa, thì là bạn đã đang tiến bộ rồi. Điểm mấu chốt ở đây là không bao giờ hài lòng với trình độ hiện tại của bản thân. Mình quay clip này từ lúc chiều mà bây giờ quay xong mà đến tối luôn rồi ý. Nên bạn nào mà xem phần sau thì hơi tối thì thông cảm cho mình nhá. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối clip này và hẹn gặp lại mọi người lần sau nhá. Bye bye.